miền Hậu Giang, dùng lao Sài Quang Du từ Hữu Ngạn sông Hậu xuôi về mũi Cà Mau. Theo lịch sử, cẩn quan miền Nam là vùng đất được khai phá sau cùng, khi Nam Kỳ lục tỉnh đã trở thành những nơi đô hội. Tuy muộn, nhưng quá trình chinh phục thiên nhiên và đấu tranh giữ nước của các bậc tiền nhân chống lại các thế lực đen tối là những trang sử vàng oanh liệt, để lại biết bao kỳ tích và lòng ngưỡng mộ cho hậu thế. Gia Định Thành thông chí chép: năm 1739, Mạc Thiên Tứ hoàn thành công cuộc tiến về phía đông, khai mở vùng đất Hữu Ngạn sông Hậu, để lập thêm bốn đạo là Long Xuyên, Cà Mau, Kiên Giang, Rạch Giá, Trấn Giang, Cần Thơ, Trấn Di, Bắc Bạc Liêu. Trong đó, thủ sở Trấn Giang, Cần Thơ không chỉ là vị trí đồn thủ ở một địa điểm trên thủy lộ sung yếu, mà là nơi giang tay đón người tứ phương từ miệt trên đổ xuống, miệt dưới đổ về để khai phá lập nghiệp. Việc khai mở vùng Hữu Ngạn sông Hậu của chúa Nguyễn lúc bấy giờ là một yêu cầu kinh tế và quân sự. Đến khi thực dân Pháp đặt chân lên xứ Nam Kỳ, họ đã phát hiện ra đất đai Nam Kỳ có độ phì nhiêu kỳ lạ. Nam Kỳ không cần sự viện trợ của chính quốc, mà tự nó đủ sức nuôi sống 20 lần dân số của nó hiện có. Để tiến hành nhanh công cuộc khai thác thuộc địa, từ năm 1890, người Pháp đã cho đào các con kinh Long Mỹ Ba Sắc, kinh Sáng Lái Hiếu, kinh Phụng Hiệp, Nàng Mao. Năm 1901, khởi công đào kinh Xà No. Đây là con kênh có quy mô dài nhất, lớn nhất ở Nam Kỳ. Kênh bắt nguồn từ rạch Cần Thơ, đoạn Dàm Sáng, Phong Điền, đi qua huyện Châu Thành A, Vị Thủy, Vị Thanh, đến rạch Cái Tư, sông Cái Lớn, dài 34 km, mặt kênh rộng 60 m, dẫn nước từ sông Hậu ra vịnh Simla, chi phí đào kênh 3.680.000 franc. Tháng 7 năm 1903, người Pháp tổ chức ăn mừng hoàn thành cào kênh Xà No. Từ đây, lịch sử sản xuất lúa gạo Nam Kỳ bắt đầu mở ra trang mới. Thực ra trước khi người Pháp sang đô hộ đất ta, thì Nam Bộ đã là một cái nơi xuất khẩu rất nhiều lúa gạo rồi, ra khu vực khu chung quanh. Và đến lúc người Pháp sang đây thì đương nhiên họ để tạo ra cái lợi nhuận cao, họ đưa ra những cái được đầu tư vào những công nghệ mới. Và cái việc cải tạo thủy lợi một cái căn bản bằng hệ thống các cái con kênh, có thể nói đấy là một cái phương thức để khai thác thuộc địa của Pháp, nhưng nó cũng để lại chúng ta một cái di sản cho cái việc phát triển cái nền nông nghiệp ở Nam Bộ một cách nó căn cơ hơn, một cách nó khoa học hơn. Theo lịch sử Việt Nam, diện tích canh tác của Nam Kỳ vào năm 1910 là 1.528.000 ha. Riêng miền Hậu Giang từ năm 1900 đến năm 1910 đã khai mở thêm 331.000 ha đất ruộng. Tỉnh Cần Thơ tính trung bình từ năm 1901 đến năm 1906, mức sản xuất mỗi năm tăng 116.000 tấn lúa, đứng hạng nhất Nam Kỳ. Hồi xưa người ta làm ruộng ít, nhờ kinh Xà No đó mà dân ở miền trên, dân Rạch Giá, dân Cần Thơ, dân Vĩnh Long mới kéo xuống làm ruộng ào ào ngày đêm. Bây giờ còn trước đó nó làm cái lõm Cần Thơ, Phong Điền, tới Phong Điền là hết, chỗ còn trồng cây ăn trái được cái Bình Thủy, đời sống lên 30, Sài Gòn tấp nập, rồi mới mở ra nhà máy xe lúa. Nguyên chợ lớn bây giờ đó bắt đầu từ kinh Xà No. Tàu Singapore qua nó mới cất nhà máy xe lúa. Mấy năm đầu á, Việt Nam mình á xuất khẩu lúa, hồi đó chưa có máy cày nha,
hạng nhì, có năm hạng nhất của toàn thế giới. Bao nhiêu lúa gạo hồi xưa là gom đường xe nó. Công cuộc đào kênh tiến sâu vào vùng đất trũng miền Hậu Giang đã chiêu tập nông dân đến khai phá vùng đất mới. Đồng thời, nó cũng hấp dẫn các nhà tư bản thuộc địa lao vào đầu tư, bao chiếm đất. Trong số tư bản nông nghiệp trưng khẩn đất kênh sáng Xà No, có tay người Pháp tên là Albert de Rossi. Đồn điền của ông ta chiếm 30.000 hecta, loại đất tốt nhất. Đây là hệ thống kho chứa và nhà máy xay lúa do Albert de Rossi xây dựng tại thị trấn 7.000, rộng đến 20.000 mét vuông. Công suất xay 300 tấn lúa mỗi ngày, có lẽ là nhà máy xay lúa lớn nhất thời bấy giờ. Trước khi có kênh Xà No, xuất khẩu lúa gạo chủ yếu bằng đường biển qua thương khẩu Rạch Giá - Hà Tiên. Kênh sáng Xà No hoàn thành, nối liền vùng biển thuộc vịnh Thái Lan đến cảng Sài Gòn, thì lúa gạo miền Hậu Giang được vận chuyển về chợ Cái Răng qua đường kênh sáng này. Cái Răng nghiễm nhiên trở thành khu công nghiệp chế biến lúa gạo đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo giáo sư Trần Văn Giào, từ năm 1860, Nam Kỳ đã xuất khẩu được 58.000 tấn gạo sau 10 năm khai thác kênh sáng Xà No. Năm 1914, lượng gạo xuất khẩu của Nam Kỳ tăng vọt lên 1.293.000 tấn. Đỉnh cao của lúa gạo Nam Kỳ xuất khẩu qua cảng Sài Gòn là 1.900.000 tấn vào năm 1928. Riêng vùng Hậu Giang, năm 1883 xuất được 539.000 tấn. Năm cao nhất 1928 là 1.798.000 tấn, chiếm 95% lượng gạo xuất khẩu của Nam Kỳ. Từ năm 1907, con đường vận chuyển lúa gạo qua kênh sáng Xà No đã cung cấp một khối lượng chủ yếu trong tổng lượng gạo xuất khẩu của Nam Kỳ thời Pháp thuộc. Mặc dù là một công trình thủy nông của chế độ thực dân phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa, nhưng kênh sáng Xà No đã để lại những giá trị về nhiều mặt khó có thể phủ nhận. Dưới một góc độ khác, kênh sáng Xà No còn là một gợi ý về mặt thực tiễn trong việc ứng phó với những vấn đề đương đại. Kênh sáng Xà No thực chất là nó giải quyết vấn đề thủy lợi cho một cái vùng đất hết sức là màu mỡ, nhưng luôn luôn bị tác động bởi cái nguy cơ của nước mặn. Và tôi nghĩ rằng là cái bài học của kênh sáng Xà No cũng là bài học mà chúng ta đang phải ứng phó sắp tới với cái dự báo về biến đổi khí hậu. Mà không còn là dự báo nữa, nó đang là cái hiện thực. Chúng ta phải có một cái phương thức giải quyết một cách rất căn bản để bảo đảm, bảo vệ cái đồng bằng Nam Bộ và đồng thời cũng là một cái vựa lúa. Tôi nghĩ vựa lúa không phải chỉ của riêng Việt Nam. Tại sao mà thế giới rất quan tâm đến Việt Nam là một trong những quốc gia mà bị tác động mạnh mẽ nhất của cái biến đổi khí hậu? Bởi vì Việt Nam hiện nay với tư cách là một cái nước xuất khẩu gạo lục loại thứ hai trên thế giới, chính là cái góp phần và rất lớn vào cái việc xóa đói của không phải chỉ riêng của Việt Nam mà của cả thế giới nữa. Cho nên là phải thấy nhìn nhận cái tài sản của chúng ta, nó không những chỉ phục vụ cho cái đời sống xã hội chúng ta mà là sự đóng góp của chúng ta đối với nhân loại. Công cuộc đào kinh đã hình thành nên giữa lúa Nam Kỳ và con đường lúa gạo miền Hậu Giang qua kinh sáng Xà No. Trong dòng chảy của lịch sử xuyên qua một thế kỷ, người dân vùng đất Hậu Giang vừa phải chống chọi với thiên nhiên để bảo vệ thành quả của cuộc sống mới, vừa đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm để giành lấy nền độc lập tự do cho dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến kiên cường đó, Hậu Giang trở thành căn cứ địa cách mạng mà kẻ thù lúc nào cũng muốn bao vây tiêu diệt. Nhưng càng khủng bố đàn áp, lực lượng cách mạng càng lớn mạnh, tinh thần yêu nước của nhân dân càng dâng cao. Suốt những năm dài ngoan cường chiến đấu chống lại sự áp bức và cai trị tàn độc của chế độ thực dân Pháp và Mỹ, vùng Hậu Giang xuất hiện ngày càng nhiều những địa danh lẫy lừng
những con người anh dũng, những trận đánh làm quân thù khiếp sợ, mãi lưu danh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Một trong những trang sử vàng của quân dân Tây Nam Bộ là cuộc đối đầu sinh tử với 75 lượt tiểu đoàn địch suốt 300 ngày đêm ở Chương Thiện, sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết.